khi đi học mẫu giáo, trường của chúng mình nhỏ thôi. Nhưng khi bạn được lên cấp 1 rồi, bạn sẽ thấy trường học rất rộng lớn. Nào, hãy xem trong ngôi trường có gì qua phần tiếp theo của chương trình bạn nhé. Đây là căng tin của trường. Nơi này là bán đồ ăn, là nơi học sinh ăn các bữa ăn trong ngày khi ở trường. Tại căng tin có các cô chú phục vụ tận tình, chu đáo lắm đó bạn ơi. Đây là lớp học, có ghế có bàn, bảng đen phấn trắng, có cô giáo hiền, học sinh chăm chỉ, yêu sao yêu thế. Lớp học của em. Đây là văn phòng của trường. Văn phòng là nơi các thầy cô giáo làm các công việc như lưu giữ hồ sơ thông tin học sinh, nghỉ ngơi, chuyện trò, nơi tiếp phụ huynh học sinh. Không phải nhà sách mà sách báo cũng nhiều, lại có cả tranh ảnh hỗ trợ việc học hành. Nếu muốn hiểu biết nhanh, vô thư viện đọc sách. Đây sân trường em, rộng ơi là rộng. Những lúc giải lao, em chơi cùng bạn, đá cầu nhảy dây, bắn bi múa hát. Còn đây là nhà vệ sinh. Đây là nơi dùng chung cho cả trường. Vì vậy, bản thân của mỗi người phải có ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ nha. Ngôi trường thân yêu sẽ là nơi gắn bó rất nhiều với mỗi chúng ta bạn ơi. Đó không chỉ là nơi chúng ta học tập, mà còn là nơi nối kết tình cảm bạn bè trong sáng, nơi chúng ta được học các bài học làm người. Hãy yêu quý ngôi trường của chúng mình như ngôi nhà thứ hai của mỗi người nha. Đây là sinh viên. Sinh viên là người theo học các trường cao đẳng, đại học. Về độ tuổi sẽ không hạn chế và không quy định chặt chẽ. Cũng giống như học sinh, sinh viên cũng phải thực hiện tốt các quy định tại nơi mình theo học.